Hello everyone, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ có 12 tựa game nổi bật nhất được tìm kiếm research nhiều nhất trong tuần vừa qua. Và chúng ta sẽ bắt đầu với game đầu tiên là Super Brawl Universe. Let's start. Mình nó đỉnh khá lâu. Get ready to brawl. Nhưng mà đang khá khỏe. Mình đi chơi sẽ 3 vít sẽ 3 sao. Dễ dàng các bạn. We have a winner. Victory. Ok. Chúng ta chuyển sang tựa game thứ hai đi. Trucking Jungle Run. Mình sẽ bật sao này. Cho on the side effects. Okay. Khá là dễ dàng mà từ bắt đầu. Ok. Ok.
Capricorn. Chúng ta hôm nay sẽ chơi này. Mighty Cross. Mighty Cross. Ok. Nhân vật hôm nay chúng ta sẽ chơi là cùng chơi này là Super Wings. Let's go!
Bye. Okay. Welcome to sleep. Sao ít của chúng ta là 3.000 mét. Để hoàn thành phần thưởng đầu tiên. Mình sẽ không xuống hầm nữa và đi phía trên để hoàn thành luôn nhiệm vụ này. Và gặp chú Osprey. Ba sản phẩm cuối cùng. Ok. Receive your packet. Game thứ tư là một tựa game gọi là chiến thuật. Ok. Backland Brawl là bản cập nhật mới Halloween. Mình thấy cái này khá hay. Các bạn có thể cân nhắc để tải về cùng khám phá cái này. Ok. Quick match. Fortune Trophies. Chúng ta nhận được 14 cúp trên trận này.
Okay. You open now. Tựa game thứ 5, thứ 6. Ở trong video ngày hôm nay chúng ta Surfer Way. Subway Surfer. Mình xem đã có thể mở nhân vật nào chưa. Một tựa game được ra mắt khá lâu rồi nhưng mà vẫn giữ được mối quan tâm của nhiều bạn trẻ. Đây là bản cập nhật mới nhất của Subway Surfer. Nếu bạn nào chưa cập nhật thì hãy đến App Store để update cập nhật này. Khá đẹp và khá hoàn hảo. Sao chết gì thay. Ok. Mình liền rát. Một tựa game được dựa trên bộ phim Mình liền. Và phát hành để cho các bạn phát hành bộ của Mình liền. Sonic. Chúng ta cần Wi-Fi. Sonic 4 6.
Đây có thể nói là tựa game huyền thoại. Sự xuất hiện Sonic có mặt rất nhiều. Looking for players. Các bạn đợi trong giây lát. Simulating visuals. Okay. Nếu mình chúng ta là A victory. Okay. Skate City. Và bắt đầu nào. Sorry các bạn, mình sẽ bắt đầu lại. So difficult. Điều này khá khó. Chúng ta cũng bắt đầu lại lần nữa. Oh no. Ok, chúng ta chuyển sang game tiếp theo. Tom Heroes.
Chưa lại một lần nữa. Tiếp theo chúng ta chơi là trên Facebook USA Adventure. Và chúng ta sẽ đoạn chơi từ level 1.
bạn chỉ cần click vào Top Secret thôi. Nó vừa có đồng bằng. Ok. So easy. Small and true. It's very strong and coming car. That's all. Ok. Game trong USA này chúng ta sẽ chơi này nào. Game cuối cùng này mình muốn chơi của bạn này Stick Jarvis 6. Stand up. Cho những công cụ mà các bạn có thể trốn ra thủ nhanh nhất có thể đó chứ à. Chúng ta sẽ sử dụng Fist Rock. Mình sẽ use Fist Rock to escape the prison and here. Hôm nay chúng ta dừng tại đây. Sau 12 game này thì mình muốn cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và đăng ký cho kênh của mình. Thank you for following my channel. If you like, please like and subscribe for me. Thank you. See you soon.